Chào mừng anh em quay lại với kênh video của Dung Dô Điện Máy. Đây, trong buổi sáng ngày hôm nay bên tại Dung Dô lại tiếp tục trả đơn cho khách hàng. Buổi sáng đây, từ hàng nhỏ nhất, hàng cao áp quốc dân cho đến hàng cao áp 3 pha. Và đặc biệt là cả máy nén khí nữa. Nhìn anh em nhìn thấy quá chất lượng không? Cung vuông nha, đặc sản là cao áp luôn. Đấy, ngon lành không anh em? Uy tín ở đâu? Uy tín ở đây chưa anh em? Nợ đơn trả đơn. Đây, máy nén khí 120 lít đây anh em. Đấy, máy cao áp khung vuông. Đi khắp miền, mọi miền Tổ quốc. Đoàn tàu lăn bánh buổi sáng ngày hôm nay anh em. Ngày 13 nhá anh em nhá, 13 tháng 10 trả đơn cho khách hàng. Tính tổng thể ngày hôm nay buổi sáng bên Dung Dô là trả đơn cho khách hàng là hơn chục bộ. Còn buổi chiều trả tiếp. Anh em thì quá thấy quá đảm bảo, uy tín không anh em? Hàng chất lượng cao anh em nhé. Hàng cao áp quốc dân, hàng cao áp 3 pha. Ngon lành luôn cho anh em. Mỹ mãn luôn. Không có gì để mà phải nói cả. Quay đi quay lại không chán đây. Những em này là đang chờ đợi để gửi đi trả tiếp cho khách hàng. Đấy. Không có gì để mà phải nói, không có gì phải lăn tăn khi mà đưa ra quyết định đặt hàng máy bên tại Dung Dô Điện Máy. Đấy, cao áp cơ bản cao áp lắp cả rô lô, anh em nhìn quá chất lượng không? Đấy, hàng đi nhá, uy tín anh em nhá. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Dung Dô. Qua số điện thoại là 0967123366, 0923803222. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.